kiện tôi đi. Tôi sợ anh chắc à, đền hợp đồng cho anh. Tôi không thể nào chịu được tính ta đây luôn, đúng qua đến chơi. Nè, ô xe cũng có nhân quyền nha. Nhân quyền? Nhân cái đầu khổ chứ nhân. Thiệt luôn á, vì đi mua quà cho cỏ mà xém chạy chuyến bay về. Không thương người ta thôi, thiệt đúng là cái đồ mỏ nhọn nhỏ mọn gì đâu. Rắn rồi chú. Rắn gì? À, ý con nói là sao về chú? Chẳng sao cái gì đâu, tập trung làm việc của mình đi. Nhiều chuyện quá, lấy giùm ly nước được không? Dạ. Chúng rắn cần mỡ, bắp cần mỡ. Trời ơi, chúng rắn cần mỡ. Cần cỡ. Mày đừng dạng sơ chi quách chứ mỡ gì. Đây chú, nước đã tới. Ai kêu lấy nước nè? Ai mượn? Trên này tôi nội có lên nước mà. Tôi cần là cần nước lọc. Ai mượn lấy nước cam? Thì có lấy nước cam để cho chú uống, để cho khỏe thôi. Tại nước cam nhiều vitamin C. Không nghe được cái gì luôn á. Thì có lấy nước cam cho chú uống để cho khỏe. Răng chú chửi con à, uống nước cam cho khỏe. Tại sao lại chửi hả? Chú khỏe lắm rồi, sức khỏe chú đầy rồi. Bây giờ chú thèm nước lọc, chú cần một ly nước lọc được không? Không được nghỉ. Rắn rồi chú hè, cái công ty bên con ái rồi chú cũng thừa hết rồi. Mà rắn chú trải tình trải nết rồi, rồi ai làm cho chú cho được? Nói chuyện với nhỏ này nhức đầu thiệt ta ơi. Nhức đầu lắm luôn á. Bây giờ như vậy, chú chịu đựng con mấy ngày nay mệt mỏi lắm rồi. Nè, cầm tiền đi, nghỉ việc liền chú đi về. Cho chị không cần, con chỉ cần việc thôi, con không cần tiền. Con chỉ làm vì đam mê thôi. Nước cam ngon rí á, không uống. Tịnh tinh chỉ mà kỳ cục ngô ngẩn rưỡng biết. Trời ơi, con này còn đáng sợ hơn con kia nữa. Áp lực với oxy quá. Đúng rồi, đó. Đó, vậy mới là tê tái cuộc đời nè. Đã. Lên miếng nữa. Mạnh đôi miếng nữa. Sướng lắm hả sếp? Sướng. Ơi. Sao vậy? Làm thôi, đừng cho thấy hình sợ lắm. Trời ơi, hai cái nó đối lập thấy ghê quá à. Tay em mềm mại quá đúng không? Đúng rồi, tay mềm mại. Để em làm tiếp. Trời ơi, em nhiều chiêu lắm. Đó không? Anh thấy đã không? Đã. Cái này là kiến bò nha. Kiến bò, nhỏ bò, gián bò, rồi chuột bò, rồi em bò nữa cũng có nữa. Cái khâu em bò bỏ đi. Em bò là em đứng ở lưng anh nó đã lắm. Mà chết anh luôn á. Vậy là ông chích nha. Ta, nè. Mà đã không? Đã, em chích mà. Đó. Đã. Đó, thấy chưa? Vô. Đó. Vô lắm nha, vô nè. Mạnh nữa không? Nữa, mạnh nữa, đô anh mạnh đó. Rồi, đô anh mạnh là hai cái luôn rồi. Đó, đã không? Đã. Đã không? Đó, đô anh mạnh đó, lên. Lên đô nữa hả? À, lên. Chà, đã. Hiểu à? Rồi, anh đưa tay, hai tay cho em. Ở đây đưa hai tay đi. Rồi, nha. Dạ. Đã không? Đô lên chưa? Lên chưa? Cái gì? Mạnh quá. Mạnh hả? Trời ơi, em tưởng đô anh mà lên nữa là em gắn cái đinh vô đây luôn á. Lố quá chú ơi. Chết rồi. Ôi à. Anh có sao không? Sao không? Đừng đụng vô. Trời, thiệt á. Vậy chi cho cực không biết nữa. Đẹp trai có tiền mà nhìn anh thấy khổ quá. Ô xin nó hành anh đó. Anh mệt mỏi vô xin nhà anh quá. Thôi, em thấy vậy nè. Thời buổi giờ kiếm công ăn chuyện làm khó lắm. Anh mướn ô xin mà anh đuổi hoài là anh tạo nghiệp đó nghe. Bây giờ em giúp đỡ anh, em có một thằng bạn chuyên gia cung cấp người giúp việc mà toàn là người nước ngoài làm việc chuyên nghiệp không à. Tốt lắm hả? Tốt lắm nhưng mà giá thành hơi cao. Không sao, cái chuyện giá cả anh lo được, quan trọng được công được việc là được rồi. Nhưng mà em sợ anh ngại. Trời ơi, người ta không ngại với anh thôi, anh mất cái gì mà phải ngại. Người ta con trai giống mình. Con trai hả? Ồ. Không sao, miễn làm được việc là được. Được không? Được. Bởi vì con trai người ta mới khỏe, người ta khuân vác là anh yên tâm lắm. Nhưng mà anh yên tâm đi, con trai vậy thôi chứ khéo tay lắm, anh hiểu không?
tại người ta cũng 2-3 đời chồng rồi. Sao vậy? Thôi để anh tự lo ra. Người nước ngoài mà 2-3 đời chồng đó là anh thấy anh bị mệt mệt rồi đó. Sao nó không ngại? Bắt đầu ngại rồi. Thì thôi. Thôi khỏi. Để anh tự lo cái chuyện này. Em đừng quan tâm cái chuyện ô xin của nhà anh nữa nha. Chứ giờ anh tính sao? Anh kiếm... tự lo. Rồi anh kiếm người mới nữa. Em xin lỗi anh, bây giờ ô xin mà nghe tới địa chỉ nhà anh á, bây giờ người ta chạy trốn hết trơn rồi. Có một cái rứt mà hội ô xin ghét nhà anh luôn, anh biết không? Sao hả? Trời đất ơi, nhà anh bây giờ anh tới người ta kêu làm anh đuổi. Tới kêu làm mà đuổi rồi, công an chuyện làm đâu, sao người ta chịu làm cho anh? Ủa anh thấy anh cũng dễ lắm mà ta. Cái này em nói thiệt nha. Em nghĩ là chỉ có duy nhất một mình Mai mới hợp với anh thôi. Anh nhắn tin năn nỉ người ta về làm cho anh tiếp đi. Nghĩ sao vậy? Nè, nói cho anh biết. Em nghĩ sao trên đời này có người chủ đi thuê ô xin mà lại phải năn nỉ ngược lại ô xin vậy hả? Mất chất lắm em. Chứ giờ mất chất với mất thời gian, mất sức khỏe, anh chọn mất cái nào? Tóm lại là ý em muốn anh năn nỉ Mai hả? Người ta con gái dễ nói chuyện mà. Lan ơi. Sao vậy? Nhắn tin rồi. Thôi được ơi. Không chịu. Vậy chứng tỏ Mai không phải là con gái đúng không? Ủa? Sếp nhắn tin năn nỉ rồi hả? Ừ. Trời, em nói đại thôi chứ em không nghĩ là sếp dám làm điều đó đâu. Trời ơi, nhắn tin muốn gãi tay, gọi điện thoại năn nỉ muốn gãi miệng luôn, không về là không về. Trời đất ơi. Làm hết rồi. Làm chủ mà đi năn nỉ ô xin. Thôi sếp đừng nói. Sếp mê nhỏ Mai nha. Mày điên hả? Con. Cô phải ba má tôi, cô cầm tôi cái đuôi nha. Anh đứng lại cho tôi. Nè. Mai. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Cho mẹ xin can. Cái gì? Con dữ vậy? Cái gì? Hả? Cầm cái chổi lông gà dí quýnh con quá trời đó cô. Mẹ coi ông kìa, tự nhiên cái ông lại ông ôm con, rồi dây sòm. Dây sòm nào? Sao con ôm nó? Thì thương ôm có gì đâu đúng không? Ôm nó thương. Nè. Buông ra. Ơi thiệt tình nghe. Bình tĩnh nghe mẹ nói nè. Thì nó thương con nó mới ôm con. Thương tao mới ôm. Không thương tao ôm chi? Đúng không? Chứ sao gì cũng thành người một nhà rồi. Đồ thô thiển. Trời ơi, tiết kiệm nhau một hai cái ôm. Thôi, được rồi, bình tĩnh. Từ từ để nghe thím nói. Còn con làm gì lớn tiếng vậy? Ông kia. Hey, không, con khoái lớn tiếng rồi nha. Lớn tiếng chứng tỏ là con người mình khỏe mạnh. Có sức khỏe, đẻ nhiều. Trời. Tía má con dưới quê khoái nít lắm. Tía má con nói là gia sản của con là nuôi cả làng luôn. Không hết cái gia sản con. Biết. Mà không lẽ bây giờ mình nuôi mình cho người ngoài. Đúng không? Gia sản sao cho người ngoài được? Cho người trong nhà. Mà trong nhà còn có con thôi. Con cưới vợ. Đợt này con cưới Mai. Ừ. Được khỏe khỏe. Dứt cái 10 đứa luôn. Trời ơi. Người chứ đâu phải heo đâu con. Ủa heo còn đẻ được muốn chi người. Đẻ cái gì mà đẻ? Ai thèm đẻ cho anh? Trời ơi con. Thôi. Bán thím xin can hai đứa im lặng đi. Thím á, con nói thím á, lựa lời khuyên nha. Rồi. Tài sản con chia một góc cho thím á. Nói sao coi đặng à. Cái thằng quỷ dịch này nói nhiều quá. Thì nói đặng tôi mới có gia sản. Rồi, để thím quyên đó. Không có đâu á, tôi nói trước rồi đó. Mai nè, thằng bé Hồng á, đó nhìn nó cục mịch. Nhưng mà được cái nó chất phát, thiệt thà. Nó nói chuyện hơi khó lọt lỗ tai chút xíu. Rồi từ từ con nghe riết con quen hả? Sao có sao đâu, ha? Nghe riết cái mình thành cái thói quen à. Nhiều khi không nghe, không nghe nó nói thì mình cũng buồn nữa đó. Mẹ ơi. Nè, nghe mẹ nè. Con cũng biết rồi đó. Tía má nó là bạn thân của mẹ. Mà tía má nó rất là yêu thương con, rất là thích con. Cho nên họ mới muốn cưới con về làm dâu. Trời ơi con lấy nó đi. Rất là sung sướng về có nguyên cái cơ ngơi sẵn ở dưới quê. Chỉ việc về dưới làm ăn thôi. Chứ một thân một mình con ở Sài Gòn nhà mẹ lo lắng quá à. Trời không ơi. Có yên tâm, đầy nguy hiểm lắm, hiểu không? Con có thương ổng đâu. Nói mà còn nói thiếu nữa. Nói mà nói thiếu ý thì tôi không chia một góc nào luôn á, tôi nói thiệt. Thiếu gì? Sao không thiếu? Thiếu gì? Lên đây cái chuyện mà khó khăn gian khổ không có, còn bị chủ bạo hành nữa. Trời ơi, nhỏ bệnh vậy mà lôi đầu đi làm. Tôi nói cho anh biết, cho dù tôi có bị bạo hành tôi cũng không thèm cưới anh đâu. Tôi... Thôi mà. Nè, ba mẹ đặt đâu con ngồi đó hay chưa? Biết rồi. Tôi chào bác. Hình đi. Trời ơi, thấy chưa? Thế này tôi nói sai không? Nó bạo hành nhỏ,
nó bảo Hạnh lôi đậu nhỏ đang bệnh lôi qua nhà làm tiếp, lôi qua công ty nó làm xong. Giờ nhỏ là cái nó qua nó kêu ho đi, nó kêu ta ho đi xong lôi đi làm tiếp. Vừa phải nha, đừng chù ta bệnh nghe chưa. Cái gì ho đi? Nè, tôi ho cho mặt ông nè. Thôi cái thằng này. Trời ơi anh ơi, cái kiến thức anh yếu quá, sao anh xứng với làm ai được. Mày nói rõ ràng ho đi. Tôi nói là honey. Là gì? Honey là gì? Là cái tiếng nước ngoài đó. Là em yêu. Sao em yêu mà chù người ta ho đi là sao? Ho đi đâu đây? Sương sát. Ở qua đây làm chi? Dạ bác ơi, hôm nay con qua đây á là con muốn xin lỗi bác. Cái bữa đó là con với Mai hai đứa gây lộn với nhau á, nên con tức quá con không kiềm chế được, con có hơi lớn tiếng. Nên vì vậy con xin lỗi bác, xin lỗi Mai, xin lỗi bé Hồng. Ê nghĩ khùng hả mày? Chỉ có ba má tao mới kêu tao bé Hồng thôi. Mày tuổi nào mà mày đòi kêu tao bé Hồng? Dạ. Trời ơi. Tại bình thường nghe bác gái ở đây kêu anh là bé Hồng. Ừ. Thím kêu con bé Hồng nó bắt trước. Thì mày tên bé Hồng người ta kêu bé Hồng cũng được. Cái thằng mắc dịch này. Gì vậy? Cái gì vậy bay? Sao thằng này qua đây xin lỗi? Thím thấy chưa? Tụi nó công khai kìa. Tụi nó có sai không? Mày bình tĩnh. Bình tĩnh sao được? Bình tĩnh để thím hỏi. Thím rồi thím hiểu quyết định. Một cốc trà sản đó. Im đi cái thằng này. Nè nghe mẹ hỏi, hai đứa bay quen nhau phải không? Dạ không. Phải. Ủa là sao? Là sao? Phải hay không? Dạ. Cuối cùng là sao? Dạ. Dạ bác ơi, con xin phép có ý kiến. À, tại vì Mai là con gái á, nên trong chuyện này thì hơi rụt rè nên chưa dám nói. À, con xin phép là con công bố với bác với là bé Hồng ở đây là hai đứa con chính thức quen nhau. Hả? Dạ. Bình tĩnh. Bác ơi, con là Lương Duy Trí, con là giám đốc của một công ty xây dựng. Hai đứa con quen nhau, con hứa với bác là trong khoảng thời gian còn lại á thì con sẽ chăm sóc cho Mai đầy đủ hết, Mai không thiếu thốn một thứ gì hết. Mai sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, một cuộc sống chu đáo. Ai mà đụng tới Mai, đụng tới gia đình Mai, con sẽ băm hết. Nó nắm tay kì. Ôi da, ôi da, da, trời ơi, gãy tay thế. Mày giật cái thằng này. Ôi da, buông ra, buông ra. Kiềm chế lại bé Hồng. Con bình tĩnh lại. Anh buông miệng tôi ra coi. Tôi nói cô biết. Ôi da. Nè, cô giỏi lắm. Cô giỏi lắm. Nè, tôi nói cô biết. Chẳng qua tía má tôi ở dưới quê thích cô, kêu tôi, năn nỉ tôi đi với bà thím này nè, lên đây để đưa cô về. Còn tôi hả? Không có cần đâu. Cô không có cửa đâu. Tôi nói thiệt với cô luôn. Con gái dưới quê nha, mà cỡ cô, cô mà đầy nha, tôi chỉ cần ra chợ tôi quá cứu thôi, đầy một rổ. Cỡ cô không có cửa đâu. Tôi nói thiệt. Cái loại con gái mà đi tới đâu á, đu đeo theo con trai tới đó, lợi dụng con trai tới đó, tôi không có cần. Nè, tôi chống hai con mắt lên tôi coi. Tôi coi nè, một ngày đó nó đá cô một cái. Rồi cô về quê, cô kiếm tôi nè, tôi xút cô lên thành phố lại. Anh. Nè, cái loại con gái mà đi tới đâu lẳng lơ tới đó, cua trai như cô mà tôi không có cần. Anh. Ê, nè, anh xúc phạm tới Mai tôi quýnh anh thiệt nha. Cái gì? Tôi quýnh anh nha. Quýnh đi. Nè, tôi... nè, đây nè, đây tôi... thật nhiều nè. Quýnh nè, quýnh nè, quýnh nè, quýnh nè, quýnh nè, quýnh nè. Anh đi. Nè, nè, mày đừng về quê vợ nha. Mày chết mày với tao. Anh đi luôn đi nha. Anh mà quay lại là mệt mỏi á. Ừ, biến đi. Chửi đi Mai. Chửi đi Mai, chửi mạnh lên Mai. Mai, chuyện này không có gì hết trơn á mẹ. Anh đi về giùm tôi đi, anh đừng làm phiền tôi nữa. Tôi lại anh luôn á. Mai. Đi đi. Cảm ơn cậu nghe. Ôi. Mai, quà nè. Mẹ nhận chi vậy? Của thằng giám đốc. Chỗ con làm việc đúng không? Con làm cho nhiều nhà lắm. Thì cái thằng hôm trước nói là bạn trai của con đó. Đâu, mở ra coi. Chắc nhiều quà lắm đây. Thôi, mẹ không mở đâu. Con nhỏ này. Nè, mẹ thấy nó được đó. Vừa cao ráo mà còn trẻ vậy mà làm giám đốc rồi. Tiền đồ tươi sáng lắm đó nghe. Con thấy mẹ làm sao á. Ông Hồng mẹ cũng kêu được. Giờ ông này mẹ cũng kêu được. Thì mẹ thấy được là được. Thì cứ thử đi. Nếu mà được thì mình tiến tới. Còn không được thì mình gài số ve. Bộ mẹ không thấy ông sao sao à? Sao không thấy? Thì nó làm sao sao? Sao sao vậy mà mẹ còn xúi con nhào vô ổng nữa. Nó nói gạt mẹ. Mà nó nói tỉnh mơ à. Trời ơi, nó tưởng đi bà già này tin nó chắc.
Nhưng mà mẹ thấy nó thương con. Hai đứa bay chưa có gì đúng không? Dạ. Mẹ thấy nó bảo vệ con. Mà cái quan trọng là nó dưới cơ con. Con gái à, là phụ nữ, cái quan trọng nhất là mình cần một bờ vai đủ rộng để che chở cuộc đời cho mình. Tới đi, mẹ cho phép đó. Quà của người ta nè, giữ đi, để rớt đó. Làm cái gì vậy trời? Ý tưởng nghèo nàn. Điều này phải dùng cái tư duy của mình thiết kế là hết tất cả mọi thứ ở đây mới được. Trời 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 trời, nay mới để ý luôn á. Bản ngôi xin kìa, thiết kế sến xuống. Không biết thằng thiết kế nào nó làm cái này á ta. Thiết kế giường, thiết kế chợ gì đâu á. Điều này phải đưa lên thành phố mới được. Thôi dẹp ba cái này đi. Cái gì tùm lum tùm la gì không biết à. Nè, anh định phá công ty tôi hả? Phá gì? Treo lên lại cho tôi. Tôi... Treo lên. Nhưng... Lẹ. Để đây luôn đi. Mai mốt tôi thiết kế lại hết. Mẹ tôi về quê rồi. Mẹ cô không ép tôi cưới người đó nữa. Chạy đi còn gì bằng hết đi, ăn mừng thôi. Cái gì vậy? Gì? Tôi cảm ơn anh đã giúp tôi giả làm bạn trai. Nhưng mà bây giờ không cần nữa đâu. Mẹ không có ép tôi á, phải làm cái gì nữa. Mai, vậy mẹ có nói gì nữa không vậy? Mẹ nói mẹ ủng hộ sự lựa chọn của tôi. Ê, Hương, tiền. Cái này Hương không sao. Ê, anh làm cái gì mà anh mừng dữ vậy? À, không. À, chẳng qua thì mừng giùm cô thôi. Nè, anh đừng có cảm tình với tôi nha. Tôi không có thích anh đâu. Ê, bị hư cái đầu hả? Bị quan tưởng nặng quá đúng không? Cô nghĩ sao tôi thích cô vậy? Nè, tôi là người suy nghĩ ngược lại cô thích tôi đó. Đơn giản tại vì sao? Tôi một công tử con nhà giàu, đẹp trai phong độ quá mà. Ờ, tôi không đẹp gái đó. Gia đình tôi cũng không có điều kiện. Tôi với anh không có cùng tầng lớp với nhau đâu, anh đi về đi. Cô nói làm sao quá nha. Trong chuyện này tôi là người giúp cô đó. Ai mượn làm càng nhận bậy, để tôi phải đi giải thích với mẹ nè. Ủa, nó nói vậy là mẹ biết hết luôn hả? Biết chứ sao không biết. Thôi anh đi về đi. Anh muốn kiện tôi á thì nộp đơn, tôi chịu anh hết á. Ê, nóng nha. Nóng thiệt nha. Tôi nhắc lại một lần nữa, trong chuyện này tôi là người đang giúp tất cả cho cô đó. Anh giúp tôi hay là tại vì anh hiếu thắng? Tôi cũng muốn làm ô xin cho anh nữa đâu. Tôi cũng không muốn nhìn thấy mặt của anh nữa. Anh đừng có làm phiền đứa ô xin này nữa. Anh đi tìm người khác hợp với anh đi. Ok, không gặp thì không gặp. Trời có sập tôi cũng không gặp cô đâu. Nóng thì chứ.